Chào mừng các bạn đã đến với buổi hướng dẫn làm máy rửa tay tự động của mình ngày hôm nay. Thì mình sẽ hướng dẫn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức chế tạo một cái máy rửa tay tự động đơn giản. Và chương trình hướng dẫn này nó nằm trong cái khuôn khổ của cuộc thi là thiết kế máy rửa tay tự động phòng chống dịch COVID năm 2021 do tổ chức hợp tác Đức và trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức. Thì đây là một cái chương trình hướng dẫn dành cho dân không chuyên. Chính vì vậy thì mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết. Các bạn nào mà nắm được rồi thì các bạn có thể là bỏ qua cái phần này. Tiếp theo, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các cái linh kiện mà cần thiết để chế tạo. Và các linh kiện này sẽ được do trường Cao đẳng nghề An Giang và tổ chức hợp tác Đức hỗ trợ cho các bạn tham gia cuộc thi ạ. Đầu tiên thì để làm một cái máy rửa tay tự động thì đầu tiên các bạn phải có một cái máy bơm ạ. Các bạn thấy đây là chúng ta có một cái máy bơm ạ. Đây là một cái máy bơm. Thì máy bơm này là một cái động cơ bao gồm là một cái đầu bơm và một cái động cơ 12V DC phía sau. Thì như chúng ta biết rằng là động cơ 12V DC nó sẽ có thể ở đây chúng ta sẽ có hai cái đầu cấp nguồn cho nó. Thì chúng ta cứ cấp nguồn 12V vào hai cái vị trí đồng này thì xem nó sẽ hoạt động đó, và chúng ta cấp chiều nào cũng được. Tuy nhiên đây là một cái máy bơm, chính vì vậy là nhà sản xuất đã đánh cho chúng ta một cái giấy màu dấu màu đỏ ngay chân cái vị trí mà ngón tay mình chỉ ạ. Đó, thì ở đây như vậy, ở đây chúng ta sẽ cấp cho nó là nguồn 12V và ở đây chúng ta sẽ bên đây chúng ta sẽ cấp cho nó là nguồn là 0V. Thì như vậy thì nó mới có thể hoạt động được, các bạn lưu ý giúp mình. Cái lưu ý thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là đầu nước vào và đầu nước ra. Đầu nước vào và đầu nước ra. Đó, các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ có một cái chữ out. Cái này nó hơi mờ, các bạn lưu ý ở trên đây nó có một cái chữ out và bên đây nó có một cái chữ in. Bên đây nó có một chữ in. Thấy à? Cái này các bạn khi các bạn cầm cái động cơ lên các bạn sẽ thấy rất là rõ, một bên là out và một bên là in. Thì ở đây chúng ta sẽ cắm dây chỗ in, chúng ta sẽ cho nước vào, tức là chúng ta sẽ cắm cọng dây mà ban tổ chức đã gửi cho các bạn ạ. Chúng ta sẽ cắm vào đây và đầu còn lại sẽ đưa vào bình chứa, cắm vào cái bình chứa để nó hút nước vào đó. Chỗ vị out các bạn sẽ cắm một dây cho nước ra và dây đầu nước ra nó sẽ nối với một cái vòi phun. Đây là chúng ta có một cái vòi phun rồi ạ, vòi phun này, và chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái độ mịn của giọt nước ra bằng cách là dặn cái vòi phun này. Vòi phun có thể hiệu chỉnh được ạ. Thì các bạn có thể là chúng ta sau khi đó chúng ta sẽ gắn vào đây thế này. Chúng ta có xe dây nước. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần chúng ta ghim điện vào, thì ngay lập tức là máy bơm này nó sẽ có thể hoạt động. Tuy nhiên đối với một cái máy rửa tay tự động thì các bạn cần phải là sao? Chúng ta cần phải có một cái cảm biến để chúng ta có thể là thực hiện điều khiển nó được. Thì ở đây mình có một cái cảm biến mà phát hiện giặt, cảm biến phát hiện giặt. Đây là cảm biến phát hiện giặt và cảm biến này sẽ sử dụng nguồn 12V. Thì khi có bất cứ một giặt nào chắn phía trước nó như thế này thì lập tức nó sẽ gửi một tín hiệu về bo điều khiển, gửi một tín hiệu về bo điều khiển và bo điều khiển sẽ điều khiển cái bơm để phun nước ra. Bo điều khiển sẽ gửi một cái bơm mà để phun nước ra. Các bạn lưu ý ha. Ở đây chúng ta cái cảm biến chúng ta sẽ có một cái giắc cắm, một lát nữa thì các bạn sẽ có một cái vị trí trên cái bo mà chúng ta hay cắm được. Tiếp theo, linh kiện tiếp theo là một cái bo điều khiển. Bo này thì nãy mình nói là cái cảm biến có một cái vị trí cắm đúng không ạ, và cái vị trí trắng này là cái vị trí để chúng ta cắm cảm biến vào. Chúng ta cứ cắm như thế này là coi như là cảm biến đã có thể hoạt động được. Cắm như thế này là cảm biến đã có thể hoạt động được. Rồi, đây là bo điều khiển của chúng ta, đây hình bo điều khiển của chúng ta. Các bạn lưu ý mình một số cái vị trí trên cái bo này. Đầu tiên là vị trí cắm cảm biến ha. Các bạn lưu ý là chúng ta cứ cắm cảm biến vào bình thường và đằng này là nó có một cái ngàm rồi. Nó sẽ không bao giờ ngược chiều được, các bạn lưu ý chỗ này giùm mình đi ạ. Rồi, ở đây bo này nó sẽ có một cái domino gồm 4 cổng vào. Đầu tiên là cái dấu cộng ngay trong vị trí này. Các bạn thấy không ạ? Đó là chính là chúng ta sẽ cấp nguồn 12V vào. Bên vị trí trừ là chúng ta sẽ cấp nguồn 0V vào. Thì các bạn cứ yên tâm là ban tổ chức đã cấp cho các bạn một cái chuôi. Cái chuôi cắm này, và chuôi này nó sẽ có hai sợi dây là màu đỏ và
Màu đen, màu đỏ chính là nguồn 12V và màu đen này là nguồn 0V. Hai chúng ta lưu ý ạ. Đó thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào thì cái bo này ngay lập tức nó sẽ hoạt động, ngay lập tức hoạt động. Ở vị trí cái cục màu xanh này được gọi là gờ le. Đó thì gờ le này nó sẽ có một cái ngõ ra, đó chính là cái ngõ N và ngõ C. Ngõ N và ngõ C thì giống như cái công tắc điện ở nhà các bạn. Các bạn khi gờ le này hoạt động, ở đây thì mình sẽ không giải thích sâu về kiến thức tại vì cái video clip này hướng dẫn dành cho tất cả các bạn ở các ngành khác nhau và cũng như là các bạn học trung học phổ thông, trung học cơ sở, nên mình sẽ không đi sâu về cái chi tiết của gờ le. Và các bạn cứ tưởng tượng rằng là cái gờ le này đang có chức năng giống như là một cái công tắc điện nhà chúng ta. Đó thì nó sẽ có một đầu vào của công tắc. Đó, và một đầu ra của công tắc, một đầu vào của công tắc và một đầu ra của công tắc ha, các bạn lưu ý ạ. Đó thì như vậy thì chúng ta sẽ lấy nguồn 12V. Chúng ta cấp vào chân C như thế này. Thấy ạ. Ở đây là đó, và chân của động cơ mà nãy chúng ta nói có cái dấu màu đỏ thì chúng ta sẽ đấu vào chân N như thế này. Này các bạn thấy không ạ? Đó thì chúng ta sẽ đấu vào cái chỗ mà động cơ mà chúng ta nói có cái chấm màu đỏ. Bên cạnh đó thì cái chân còn lại của động cơ chúng ta sẽ đưa về 0V. Thì như vậy khi cái bo này có tác động giống như công tắc ở nhà điện nhà chúng ta thì ngay lập tức dòng điện 12V sẽ chạy qua chân C và qua chân N cấp nguồn cho động cơ. Cấp nguồn cho động cơ và cái chân còn lại chúng ta sẽ nó đắt, thì như vậy là động cơ chúng ta sẽ hoạt động. Động cơ chúng ta sẽ hoạt động ạ. Các bạn lưu ý ạ. Rồi, ở đây các bạn thấy nó có thêm. Ở đây các bạn thấy rằng là nó có một cái chữ để là timer và đây chính là núm để chỉnh thời gian. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta đưa tay vào cái máy đưa tay thì ngay lập tức là nước sẽ phun ra và sau một thời gian vài giây thì nước sẽ ngưng, tức là động cơ sẽ không còn hoạt động nữa. Đó, và cái vị trí này là vị trí dùng để chúng ta chỉnh thời gian là bao lâu. Nếu các bạn dặn theo chiều kim đồng hồ thì thời gian sẽ ngắn lại, tức là chúng ta đưa tay vào ngay lập tức là có thể là ngay lập tức là nó sẽ không không xịt nước ra luôn. Nếu các bạn dặn ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ kéo dài thời gian, chúng ta sẽ kéo dài thời gian xịt nước ra. Mà lưu ý chỗ này ha. Vị trí này là vị trí mà để chúng ta bố trí. Vị trí này chúng ta là điều chỉnh thời gian mà nước phun ra và cũng như chúng ta điều chỉnh lượng nước phù hợp để chúng ta có thể là thiết kế cái máy rửa tay của chúng ta, thiết kế máy rửa tay của chúng ta. Như vậy thì đối với bo điều khiển này các bạn cần phải chú ý một vài điểm. Đầu tiên là vị trí cắm cảm biến. Thứ hai là vị trí cấp nguồn và cũng như là chỗ N và chỗ C này để cấp cho động cơ, và cuối cùng là vị trí timer này. Lưu ý timer này là một biến trở, nó có độ nhạy cao nên các bạn dặn cái timer này phải nhẹ nhàng và không đè vào. Các bạn cứ đặt cái vít của mình vào đây và dặn một cách nhẹ nhàng. Các bạn nếu mà các bạn dặn mạnh quá có thể là làm hư cái timer này, các bạn lưu ý giùm mình thôi nhỉ. Đó thì đây là các cách mà chúng ta đấu điện cho cái bộ điều khiển này, đấu điện cho bộ điều khiển này. Các bạn thấy không ạ? Đây là bộ bộ nguồn cấp vào cho nó nha. Bộ nguồn thì chúng ta đã được cấp sẵn một cái chui thế này, và chúng ta cứ cắm dây nguồn vào, như thế này thì nó sẽ hoạt động. Cắm dây nguồn nào như thế này hoạt động. Và ở đây là mình đã đấu sẵn cho các bạn một bộ để các bạn chưa nó thiện không ạ. Đó chúng ta có là cấp nguồn cho nó, kế bên là dây đen, là chúng ta sẽ nối với cái dây vàng, và dây vàng này chính là cái phần còn lại của động cơ. Rồi từ bên đây, từ cái chân 12V chúng ta sẽ đấu qua cái chân C, theo mà có một cái cọng dây ngắn ở đây, chúng ta sẽ đấu qua chân C và cuối cùng là chân còn lại của động cơ là chân này. Và chúng ta các bạn lưu ý là cái dây màu đỏ này thì nó sẽ có cái chấm màu đỏ. Đó thì các bạn cứ đấu như vậy thì nó sẽ hoạt động. Và cuối cùng là chúng ta cứ cắm cảm biến vào thế này.
thì xem như là động cơ chúng ta đã, cái bộ mà máy rửa tay của chúng ta đã hoàn thiện, và mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ cứ cắm nguồn bình thường, cắm nguồn bình thường thế này, và mình cứ ghim điện vào. Rồi, ghim điện vào. Rồi, các bạn lưu ý mình một chỗ điểm này ạ. Khi mình có tác động cái tay nè, đúng không ạ? Đó, thì ngay lập tức là máy bơm hoạt động. Rút tay ra nha. Đưa tay vào lại. Động cơ máy có tiếp tục hoạt động, máy bơm tiếp tục hoạt động. Có lưu ý nha. Đó, các bạn thấy không? Thì như vậy thì cái cảm biến này chúng ta đang hoạt động một cách bình thường. Đó, các bạn lưu ý chỗ này. Và đối với cảm biến này các bạn chú ý mình một điểm. Chú ý một điểm ạ. Ở trên cảm biến này nó có một cái đèn. Khi mà chúng ta có giặt phía trước, tức là có giặt phía trước như thế này, đó, thì đèn nó sẽ sáng, không ạ? Và đèn cứ đèn sáng như thế này nó sẽ gửi tín hiệu về, thấy không ạ? Và bên cạnh cái đèn này nó có một cái biến trở giống như cái timer nãy, và chúng ta cũng tương tự, nếu mà chúng ta dặn ha ngược chiều kim đồng hồ thì cái khoảng cách nhận của nó sẽ ngắn lại, và cùng chiều cái đồng hồ thì khoảng cách nhận sẽ xa ra. Mục đích là gì? Chẳng hạn như chúng ta, các bạn thấy là cái tay mình đi gần gần nó chưa phát hiện này, đúng không ạ? Gần hơn, à tay khúc này nó phát hiện, thì cái mục đích của cái cảm biến đó dùng để xác định cái khoảng cách dài ngắn sai như thế này, tức là cái khoảng cách cái tay của chúng ta đối với cái phần nào để chúng ta phát hiện, thấy không ạ? Đó. Như thế này. Và cách điều chỉnh thì các bạn cứ là chỉnh ngay chăng cái biến trở này, và lưu ý cái biến trở này nó còn nhạy hơn cái biến trở của cái bo mà chúng ta, nên khi chúng ta điều chỉnh là chúng ta không đè lực vào, và chúng ta chỉ cần xoay nhẹ nó là được, tại chúng ta đè lực mạnh quá thì nó có thể hư cảm biến á. Và bên cạnh đó, đối với cảm biến này ạ, mình sẽ xin phép là tắt cái đặt nguồn này đi ạ. Đối với cái cảm biến này thì nó có sẵn, nó có hai con ốc sẵn cho chúng ta như thế này, để các bạn có thể là sao khoét một lỗ trên cái máy, cái tủ của chúng ta đó, phép một cái lỗ của chúng ta, và chúng ta có thể điều chỉnh ha, chúng ta có thể điều chỉnh cái này ạ. Đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể dặn, và chúng ta có thể là sao điều chỉnh khoảng cách của nó, điều chỉnh khoảng cách của nó để chúng ta có thể là thiết kế một cái hệ thống mà phù hợp, thiết kế một cái hệ thống phù hợp đó. Thì như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta tấu một cái dây điện, cách thức nấu một dây điện để chúng ta có thể là sao chế tạo một cái máy rửa tay tự động một cách đơn giản, cách rửa tay tự động đơn giản. Phần còn lại là đối với phần thiết kế thì các bạn có thể là tự động, các bạn thiết kế những cái mẫu máy rửa tay khác nhau, và bên cạnh đó mình cũng khuyến khích là các bạn sáng tạo để đảm bảo rằng là các cái người mà khi mà chúng ta bước vào cái trụ sở cơ quan hoặc là các đơn vị trường học có hứng thú khi mà chúng ta rửa tay để tuyên truyền phòng chống dịch. Đó. Thì trên đây là hướng dẫn của mình đối với cái thiết kế của máy rửa tay tự động, thì hy vọng rằng là qua cái hướng dẫn của mình các bạn có thể là chế tạo, tự chế tạo cho mình một cái máy rửa tay tự động để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID. Bên cạnh đó thì nếu các bạn còn thắc mắc thì các bạn có cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời các cái câu hỏi cho các bạn, hoặc là mình có thể là làm một cái video clip tổng hợp các cái câu thắc mắc của các bạn để trả lời cho các bạn cái trong cái phần sau. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip hướng dẫn các cái phần nội dung khác. Xin trân trọng kính chào.